1, 2, 3. Dạ vâng. 1, 2, 3. Ok. Ok. Rồi anh vô giữa đứng này anh nè. Đó mình chụp luôn, mình chụp đi. Anh chụp trước đi. Đấy, ok. Rồi. Mình nhìn điện thoại trước nhá, nhìn điện thoại trước rồi. Rồi ok, rồi mình nhìn em mấy ảnh cho em xin một tấm ạ. Quay đi chị ơi. Ra ngoài đi chị. Ra ngoài cho thấy rõ đi. Đúng rồi, ok. Không có bị nóng máy. My name is Alexo. My tại vì em là nói tiếng miền Nam mà đâu có nói tiếng Quảng Ngữ đâu. Dạ thì anh nói Quảng Ngữ, em xin nói Quảng Ngữ. Giờ mới dám nói. Rồi, cảm ơn em. Chào. Anh cảm ơn anh đang quay phim em. Sorry mẹ. Nó tạm vậy. Chắc là chậm luôn. Đường cà phê. Hấp dẫn á, nhìn giống như bình tinh dầu. Tiền Giang cũng có nhiều đồ chơi hay quá. Dẫn á, nhìn giống như
công ty nano ngôi nhà bình yên, lắp đặt camera bảo vệ từng giây. Trong số Tiền Giang cũng có nhiều trò chơi hay quá. An toàn bên nhau mọi lúc mọi nơi. Báo động vang lên mỗi khi nguy cơ. Phòng cháy chữa cháy nhanh tay dập tắt. Người dân yên lòng tin tưởng chọn lựa. Nano bên ta một ngôi nhà hạnh phúc. Tôi yêu công ty Nano hành trình bền vững. Niềm tin gắn kết từng dấu vết bước chân. Mang lại cho mọi người sự bình an hạnh phúc. Giữa mái ngọn lửa trong tim ta hòa cùng nhau. Âm nhạc nền nhẹ nhàng kết thúc. Chưa gặp Jandy Myanmar. Đây có em Hạnh mà đúng không? Dạ. Hạnh bên đây không lên hả? Dạ, giám đốc công ty đang ở bên. Ủa vậy hả? Để qua qua đó. Sao biết hay vậy? Chết mà. Đây là anh để đây là một ngày là anh lấy ở đây mấy triệu á, thì cá xê á. Để trưng bày mặt mình không. Chết in đây nè. Cảm ơn nha, bọn em đi qua thì chút. Nãy giờ anh đi tới đi lui mà anh qua bên kia. Cái mấy bạn nói chị Hạnh chị qua đây. À đúng rồi, đúng rồi, anh mới bên đó đó. Chuẩn bị ngày cuối rồi. Bữa mọi người qua đây đông. Anh nhìn ở đây nè, nếu như mà anh tắt cái này lại thì cái sân sơ nó sẽ nhảy. Và nó sẽ có thứ như mà mở lại là nó sẽ chạy. À, chứ không là bị dội, cháy bột đúng rồi. Nhưng mà ở đây là một cái... Nó thông minh hơn là nó có cái sân sơ ở đây luôn. Ứng dụng ví dụ ở mình trong nhà mình dùng cho tắm là các cái hệ thống xả gì đó, nếu mà mình cảm thấy mà nó muốn tắt thì mình tắt, còn mình mở cho lại thì nó vẫn chạy. À là cái này đánh đá lại. Dạ. Cái này đá lại luôn, cái này là rơ le này đúng không, rơ le này, cái rơ le để chống chống bị dội á. Đúng là nhiều khi là nó áp lực nước nó gây ra cái chỗ này là nó thấy cái này, nếu mà không không có nước Oh.
dành đi ký cũng được mà để dành để lâu để kỷ niệm thôi, để dạ, nó xài rồi. Nhiều quá nó ủng. Không, mình xài bình thường á. Chọn cây khác đúng không? Tại vì anh thấy cây nào cũng đẹp hết trơn á. Thực ra những cây này á là vậy nè, nó không đụng hàng. Đúng là đúng, tức là mỗi cây nó có một cái đặc điểm riêng. Đúng rồi, nhưng mà con này là con cái này là hồi trước anh thích màu này là của con này đúng không ta? Đúng rồi, bào ngư New Zealand. Bào ngư New Zealand này. Nó mà độc đáo, cái vân nó rất là lạ. Cái vân nó lạ nè đúng không? Đó, rồi những cái này nó hay nè, còn cái này thì nó hơi sang chặt một chút. Nói chung là rất là nhiều cái. Mà anh thích nhất là cái hộp. Cái hộp này thì quá dữ rồi ha. Cái hộp này. Ấy chà. Hộp này giống như cái bẫy anh mới thò với định lấy cái kẹp ở đây. Cái hộp này là hộp sơn mài bên em bán đứt tay. Bán đứt tay luôn á, nhìn là biết đứt tay rồi. Không, hồi trưa anh có cái hộp giống hộp này mà to hơn chút xíu. Bữa mà khai trương là mình có mua một cây rồi khắc tên vô đó luôn mà. Electro Discovery luôn. Điện mà nó chạy bằng máy nén khí. Và nó bơm dành cho các cái ngành nghề mà nó độc lạ giống như kiểu vậy đó. Tại vì mình công nghiệp mà. Thực ra đối với mọi người á, thì bơm nước là chuyện đó bình thường. Nhưng mà bơm công nghiệp á, đôi khi là cũng không phải là ứng dụng nào không biết. Ồ, hay quá. Gen đi hả? Gen đi này là rất là nhiều cái gen đi đúng không? Một cái gen đi một cái ngôi nhà chung của gen đi mà trong đó có gen đi Myanmar, gen đi Campuchia với gen đi Việt Nam. Vậy là gốc bên kia đó. Đã có có anh có quay một vòng rồi. Ừ. Anh biết cái đó mà hồi nãy nó có chỉ qua đây này đó. Nó gồng gốc bên này nè. Gốc bên đó đó. Ừ. Ở được rồi. Ừ anh. Quá đã luôn. Đang review. Không, mình đi review một vòng các cái gian hàng ở đây thôi. Tây Ninh có rất nhiều gian hàng rất là đẹp luôn. Cứ ra cái đi, mình review một vòng các gian hàng đi. Quá là đẹp luôn. Nội thất của một cái ghế massage đây là chúng ta đem gian hàng của Cẩm Vân là cũng trong hội luôn.
Và hôm nay thì mình sẽ review cũng như là mình sẽ cho nhân viên của mình ủng hộ phở chân sâm Cổng Vân nha, cho anh 4 tô đi. Dạ. Rồi 4 tô, mọi người ngồi vô đi. Đây để cái máy quay đây là đúng đúng bài luôn không? Phở nhân sâm ngon lắm á. Để lát nha. Này hết rồi Điền. Không được rồi. À, có thể lấy thêm cũng được để cho nó đầy đủ.